Tâm là nhất của cô Châu mà. Đúng rồi. Hai đứa có yêu cô Châu không? Yeah. Hai chung Châu. Trời ơi. Thầy ý. Wow. Con ngon như vậy mà. Nó. Wow. Con đang bệnh cho hiểu à. Hiểu à. Để mẹ con chạy nha. Thôi, nặng quá heo luôn. Thì nặng quá. Rồi cha có hai cái này cho hai đứa nè. Dạ cái gì vậy cha? Tên. Quá wow, vậy cha. Hôm qua của cô Châu đó, cô Châu gửi cho con. Cái hình nào vậy? Ủa cô Châu gửi lâu rồi. Ừ. Sao? Bữa nay mới tới thôi. Sao mà? À mày xin chào. Cô Châu gửi vậy? Hai đứa ơi. Dạ. Dạ. Cháu, cháu quay rồi nè. Trên phòng. Dạ, con chào bà cô chú. Đứng chào, thanh tay ngay ngắn lại. Dạ, xin chào bà cô chú. Chúc mừng đang, chú thật nhiều sức khỏe. Đang theo dõi kênh Sống Sinh Hy Thần. Tự nhiên rồi. Là đã dễ dễ chung rồi. Ừ, ôm quà vô, ôm quà vô. Để lên. Chú, không chết. Bữa nay, ai tâm được. Nghe hiểu rõ, nghe hiểu rõ. Ôi cha, cha, cha. Nghe hiểu rõ, nghe hiểu rõ. Ừ. Cô Châu ở Mỹ đó bà cô chú. Cô Châu gửi cho hai Tâm nè. Hồ mẹ ơi nhẹ hiệu à. Má, nhìn má. Nghe tới nhận quà mừng dữ lắm luôn. Gì vậy? Để đâu quà? Để đâu quà? Chồng chào bà cô chú nha. Bữa nay nhà Tâm được nhận quà từ cô Châu nữa hả nào bà cô chú? Cô Châu không chứ cô Châu gửi nhiều kệ lắm. Bây giờ gửi nữa rồi. Tâm là nhất của cô Châu mà. Đúng rồi. Hai đứa có yêu cô Châu không? Yeah. Dạ thôi nha. Dạ. Hết chung cô Châu. Ôi ôi. Rồi đợi mẹ chút xíu nha. Quay lại hết chá. Rồi mẹ vô rồi kìa, mẹ vô rồi kìa. Cô Châu phải yêu. Trời đất ơi. Cô Châu rồi cô Hai nữa. Rồi đây gia đình Tâm Tâm cảm ơn cô Hai với cô Châu về cô Hai cho gia đình cô Hai bữa nay được mở quà bên nhà mới nghe hai cô ơi. Ở thành chữ Việt Nam nhà mới à, mở quà mới nghe ông đi hồi họp à, hồi họp không, hồi họp không cái này á đội cái gì. Anh hai con đâu rồi mẹ không thấy? Dạ anh hai con đi bệnh hả? Hai con đi nhiều bệnh hả? Không có, anh hai con qua nhập chín. Chưa mở nhưng mà cô Châu có tiết lộ một cái phần nhỏ nhỏ là sẽ được một cái màn để che cửa sổ cho hai Tâm đó bà cô chú. Đã chị ta. Chủ yếu là được cái cô Châu kiếm cái màn để che nắng lại thôi. Wow. Cái gì đây ta? Từ từ nha, mình mở từ từ nha. Hai đứa ngồi ngay ngắn lại. Bắt đầu từ đâu đây, lấy cái gì ra trước đây. Đây không biết nó mất. Đây là gì không? Gì hả? Để mở ra coi nha. Từ từ nha, hai đứa ngay ngắn lại. Cái này hả? Để ngồi mẹ khui mới biết chứ. Thôi ơi. Đã hả? Thầy wow. Wow. Con rồi Tâm. Rồi đây là cái gì đây Tâm ơi? Đây chủ yếu này là quà cho Tâm nữa mà cô chú ơi. Tôi gì á? Đây là áo quá. Áo mưa gì Tâm ơi? Áo mưa. Ôi, con áo này đây. Áo mưa có hai đứa. Phải không? Con đang đi học nè, thích quá, đẹp quá ông bà cô chú. Cho con hai đứa ơi. Cái này con có Mickey. Cô Châu tâm lý quá trời luôn, vô mùa mưa cái cô Châu gửi áo mưa cho Tâm luôn. Mưa tới sắp tới mình nhập học. Nhập học là có áo mưa rồi. Chỉ có cô Châu gửi áo mưa cho cả nhà luôn, cái này là của Long nè bà cô chú. Đó, cô Châu cũng có để tên hết rồi bà cô chú ơi. Còn cái gì nữa không? Không có nhà, Long đi qua nhà tóc rồi quá. Còn gì nữa đâu, có búp bê, áo mưa, đậu gì nữa.
Đây là cái áo của Cha May. Ừ, thưởng ta ăn. Cảm ơn chị nhiều. Mình muốn mong bà cô chú. Ủa cái này là, ôi cái màn. Cái màn cho tâm. Ngủ. Ủa cái màn mà phải trong hộp vậy đó hả? Chưa có cái màn, cô Châu có cái màn tặng trong lúc này thì quá là ok. Cảm ơn cô Châu nhiều nha. Chủ yếu là cô Châu gửi lần này là chủ yếu là cái màn này nè. Còn cái này là phụ thôi, phụ cho ta hai tâm đi học. Không vừa. Sao không vừa? Vừa khính luôn. Cho nghe chưa? Mặc vừa rồi, đợi chút xíu, đợi chút xíu để cho mặt cho đẹp. Bây giờ mình mở quà đi. Okay. Hình gì? Hai con chuột giống hệt ta. Thôi, chị cái này luôn. Ờ. Không có gì hết. Đổi rồi, đổi với tâm chị rồi. Cái nào đúng không? Đó, chú biết là có cái màn để che nắng là vui dữ lắm rồi. Ôi, ôi, cái màn sáng. Này. Ôi, chị ăn sáng. Chị ăn sáng cho buổi trưa, tâm buổi trưa không có bị ăn sáng chán hết. Rồi cái đống quà tâm gửi qua trả lại cô Châu nha. Nó vậy chứ vì cái miếng màng này mà cô Châu phải gửi cái món này từ bên nước ngoài về đó bà cô chú bên Mỹ. Quà luôn hả? Đúng rồi. Wow, cái màn này bự dữ lắm luôn. Một cái tấm màu trắng và một tấm màn màu xanh. Màu xanh thì chắc bên phòng lông quá. Xanh đen. Này cái áo cha. Áo gì? Wow. Ôi ôi, cái màn này cũng như là cái miếng màn mà nhà lớn, cái mấy cái nhà lớn lớn, cái cửa lớn á. Đức tên em cha nè. Đúng rồi, đẹp không? Đức cha đẹp quá. Khang tiếng luôn. Khang tiếng. Đây là con này con gì? Tên gì? Con này tên gì ta? Con này tên gì? Con đặt tên cho bạn đi. Cái này tên gì bạn? Anh Nga, anh này tên em yêu. Anh này tên Anna. Đừng kia là Elsa. Elsa. Đừng kia là Anna. Đừng kia là Anna. Ồ, cái màn này dày lắm luôn mà cô chú ơi. Cô chị là Anna. Cái này bởi vì che ánh sáng được là phải rồi. Cô Châu kêu đừng có mua, để cô Châu mua. Anna. Elsa. Ôi, hay là cái màn đó mình che bên phòng bên này. À, hai ba anh an tâm mà đứng vô mấy cái màu tối tối này sẽ nổi lên dữ lắm luôn. Đúng đúng mà yêu thích rồi đó hả? Đúng rồi. Rồi phải phanh tay cảm ơn chứ. Cảm ơn chưa? Cái đó gì vậy? Đây là cái màn cửa sổ của tâm. Quá bự. Uống chưa? Thoải mái nha. Có thoải mái luôn nha. Ủa hai miếng luôn hả? Chó này cái rồi chồng của chú. Wow, wow. Mẹ mở cho con Anna rồi ngày mai mẹ sẽ phan cái mẹ chỗ này lên bắt đầu để che lại. Dạ, tâm được quà cái tâm quá trời nhôi rồi. Nói Anna cho con mẹ ơi. Mình nói chuyện từ từ nghe, để ồn. Ông bà cô chú nghe không được, nghe. Dạ, sướng quá. Bây giờ vậy là gửi qua cô Châu nghe, cô chịu không? Dạ. Đi qua cô Châu nghe. Không. Sao vậy? Chào qua không? Chào qua. Hai đứa qua bển trước đi. Chịu không? Không chịu. Sao vậy? Cô Châu thương mà cô Châu gửi quà quá trời luôn mà. Qua bển là được quà dữ lắm luôn. Mình để đây đi cho sạch được không? Mình chưa có tủ có gì hết trơn, cái mình gỡ ra mình để bê ngoài rồi dơ hết thì sao? Nha. Muốn gỡ không chơi. Ai muốn đi? Ai muốn đi đây? Tâm chị hả? Tâm em. Chị đi em lấy con không đi. Gửi qua bển đi hết hè về. Không. Sao vậy? Ba bển kẹo dữ lắm luôn.
nhất là sô cô la nữa. À, có không bao? Có luôn. Giờ gỡ ra từng miếng nhỏ, từng miếng nhỏ ở trên là gì? Tâm chị muốn đi. Cô Châu ơi, cô Châu đón nha, gửi Tâm chị đi nha. Tôi bởi năng sô cô la đã luôn. Không nhiều. Con không nhiều. Sô-cô-la mà không, con ngán sô-cô-la. Vậy là cha mẹ đi, con đi không? Không, cha mẹ đi, con đi vô. Không đi hả? Con đi. Trời ơi, cô Châu gửi quà mà không đi qua bển thì cô Châu buồn rồi. Tâm em, Tâm em ơi, hay là cô Châu kêu cô Châu về đây nghe. Kêu đây về đây ở được không? Hết thầy. Con có phòng cho cô Châu không? Có. Phòng nào? Phòng con rộng lắm. Con nằm bên đây. Con nằm ở dưới luôn đó, rộng đắng. Rồi về rồi cho cô Châu ngủ ở đâu? Ngủ gần con. Ngủ gần con hả? Con cảm ơn mấy cái này gì? Đây là cái áo khoác. Áo khoác bên nào? Con có em xa. Chỗ em xa luôn hả? Ừ, may làm công chuyện tới tối đó mà cô chú. Rồi một hai biết được cái thùng quà một cái. Rồi hai đứa kêu cha nghỉ đi vô mở quà. Hồi sáng nó nói cha mua đồ chơi với con thì ra có là con được chơi. Cha mua rồi, cha đâu có mua đâu. Mẹ ơi. Rồi. Tuột đồ người ta xuống. Tuột đồ rồi. Mẹ. Đi làm cái lên cho. Em gỡ mấy miếng nhỏ, em gỡ mấy cái này ra thành miếng nhỏ hết rồi. Rồi sau em vô đây em quẩy. Em của Tâm đây. Em xa. Đúng màu yêu thích của Tâm luôn. Xanh nước bé. Xanh nước bé. Xanh nước bé. Xanh nước bé không chịu à. Sao nghe nói con thích màu hồng mà. Không, hết màu hồng hết. Nhìn thấy màu hồng gì quá thích hết rồi hả ta? Bây giờ mẹ dọn lên cho gọn ngay, con ra con đem đồ chơi, con ra ngoài chơi đi. Thôi con làm cái gì chơi? Con làm cái gì? Con làm con gửi, con giấu thằng nhé. Rồi, mùa mưa này cha May đi ra ngoài có áo mưa mặc rồi. Áo mưa là cho cả gia đình luôn đó, không bà cô chú? Rồng với May với Long luôn. Tâm nữa. Tâm ơi. Hay là chừng nào chiều á, mẹ đón con mà mẹ mưa thì mẹ lấy cái khoác đem theo cho con. Rồi lại đây cho cha mặc thử nè. Nè lại đây. Thì đó của mẹ mặc cái nào nữa. Rồi mẹ mặc thử đi, mẹ mặc thử đi cho quay cho bà của chú xem. Cái này của Tâm chị đúng không? Thì đúng. Cái này cho mẹ giải cho con. Rồi, cái nào cũng đẹp hết. Con có thích chuột hiếp kia không? Em thích. Con giống cô Châu rồi đó. Cô Châu cũng thích chuột hiếp kia lắm. Ôi vừa lắm luôn. Đâu quay qua đây. Ủa, sợ ướt. Ôi vừa lắm luôn. Đẹp quá. Thử luôn hả? Ờ, tới tâm em nè. Muốn ngủ là làm gì đó. Muốn ngủ là làm gì vậy luôn đó hả? Chùm dạ. Lại là ngủ rồi phải không? Dạ. Rồi tới tâm em. Tâm em là cái đứa nhiều chuyện nhất. Khang tiếng luôn nè. Lúc trước Tâm chị cũng vậy, khang tiếng là nổi giọng luôn đó bạn chứ. Wow, cái màu Tâm em của Tâm em nổi quá. Nhìn em giống bà già quá. Tâm chị sao nói em kỳ vậy con? Tại vì Tâm em giống thiệt. Không được, đừng có nói em vậy, nghe không? Dạ. Rồi, cái này tới nữa đi học là phải đem xuống. Không biết được tới đi học hay là thấy có mưa đây, tới thấy trời mưa nó bắt đầu bắt mặt vô cho đi con. Wow. Đâu, hai đứa đứng này, hai đứa đứng lên cho coi coi. Hai đứa đứng đi cho chụp hình nha. À, đứng lên để cho chụp hình gửi qua cô Châu nghe. Đâu, làm viên, vừa đứng vừa làm viên, Tâm chị vuốt tóc lại con. Đây, mẹ vuốt tóc lại chắc quá. Hai con chuột. Hay là nó này. Đội nón lên nhìn mới thấy cưng. Nón đi con, nón mới ăn chuột được. Đội nón cho con. Đó, ông bà cô chú thấy sao? Thấy Tâm chị với Tâm em ai dễ thương hơn nè. Màu của ai đẹp hơn? Con. Rồi đứng dậy, nghe ngắn lại. Rồi đứng dậy nè Tâm chị. Dạ. Đứng dậy cho chụp hình nè. Nè, lẹ lên. Đứng
chụp hình gửi cho cô dâu. Tin chị cái nói dịch nữa rồi, Tâm Em không thấy cái mặt Tâm Em luôn. Rồi, đẹp chưa? Rồi, đẹp rồi đó. Con búp bê sao nè. Hai đứa ơi. Rồi, hai đứa lên đó ngồi cho mẹ dọn dẹp. Ca bài búp bê bằng bông anh. Búp bê bằng bông biết bay bay bay. Búp bê biết bỏ biết băng biết bê. Búp bê bằng bông biết bông biết bông bông. Cái kỳ vậy. Để coi cái áo mưa của ai mẹ gồng. Là tới cái một áo mưa của mẹ gồng. Đúng rồi. Ồ, màu đen. Mẹ gồng đen. Màu gì mẹ mới thích nè? Màu đen yêu thích. Đúng rồi, bao giờ luôn mà chú. Màu đen dễ mặc. Cảm ơn nghe, cảm ơn chị cho nhiều nha. Mẹ, để tung tung. Tung tung hả? Để cô để em đi dẫn. Không sao đâu. Tối ngày gửi qua gửi lại suốt chị lên mời cô chú. Cái mùa hè này là bắt đầu hai vợ chồng cũng hơi mệt rồi, đứa làm đứa phải giữ. Mà về đây á, ở sau hè có mưa có đồ nhưng mà đỡ lắm rồi cô chú. Nhưng mà trời sáng có ánh sáng ban ngày nắng lên là hai chị em không bao giờ đi ra ngoài. Nên cũng yên tâm lắm. Ừ, tới mẹ gồng, mẹ gồng nhìn kỹ ra coi. Tụi mày đẹp quá à. Đẹp không? Rồi để mẹ gắn kìa. Rồi đi hết sợ mưa, cả gia đình mình đi chắc ngày mai mưa mình đi test thử quá. Mặc dù mình đi vòng vòng sân. Vòng sân đẹp không? Đẹp, nhưng mà mẹ gắn có yêu con. Con thấy mẹ đẹp không? Đẹp. Mẹ cũng có mưa chứ bộ. Đi qua đây. Mẹ giống công chúa. Trời ơi, mẹ giống công chúa. Công chúa gì? Công chúa em xa. Con mới giống công chúa Bạch Tuyết nè. Thấy không? Trắng giống công chúa Bạch Tuyết nè. Trắng sao đen? Ai đen? Con đen hả? À? Là đen dữ chưa? Bay bay bay. Sẵn rồi, cái áo của nhà mày coi ra ta. Tóc ai xa giống y hệt tụi con không? Cắt công đi lựa đi đồ về gửi về đây. Con mày có cảm ơn chị Châu nhiều lắm luôn. Trời ơi, quá. Áo cặp luôn. Màu đen là dễ mặc nhất. Vì mày cũng đen mà mặc màu đen vô nó sẽ tuyệt màu. Tóc trắng nè, có chuyện da trắng. À, bữa nay vui quá ta, bữa nay được nhận quà, khu quà nữa, sướng quá. Ngày mai cái Tâm Tâm có cái màn cái ngủ trưa không có sợ bị ánh sáng chá nữa hả Tâm nha. Cô Châu tặng quà, con có cái gì để phê cô Châu không? Dạ. Đó, hai đứa có hai Tâm cũng có giấy khen ngang bà cô chú. Hai Tâm cũng có giấy khen nữa. Nhưng mà được cái đó. Ồ, đây cái này là giấy khen của bé Long. Nhưng mà bé Long không gài, bé Long như là bé Long ngại đó bà cô chú. Long ngại, Long không có chịu phe lên, còn hai Tâm thì đi phe khắp sớm. Mắc cỡ đó. Mắc cỡ, giấy khen này được cái cả lớp ai cũng có hết trơn á. Còn Long nè. Long có giấy khen cũng mừng lắm không bà cô chú. Tại vì nếu mà bình thường á là mình học có giấy khen Long chỉ lỗi khá thôi chứ không phải là lỗi giỏi. Mình học có giấy khen là cũng mừng lắm, nhưng mà đối với Long là nếu mà có giấy khen là phải nỗ lực gấp đôi người bình thường đó mà cô chú. Vì mắt của Long kém nè, nhưng mà năm nay thì đỡ rồi, có cái giấy khen cũng mừng lắm.
bữa nay tại không có lông ở nhà mấy 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 giấm phe đó, có lông không? Lông mà có ở nhà là không có phe đâu mà cô chú ơi, bị gì lông thấy lông học sinh khá tiêu tiêu là lông cũng còn hơi ngại, không có giấm phe. Nhưng mà được vậy, được có giấy khen này là hai vợ chồng mình lắm không mà cô chú. Còn đối với hai Tâm á thì có được có được cái khen phe cấp số. Hôm trước cô với mấy bạn với con á, cô dạy cho con nhảy ha, rồi cho như con quá kêu rồi xong cô quậy á. Ừ được rồi chưa, rồi chưa cả một cả một hành trình. Mình lắm luôn. Nôn quá à, nôn tới ngày mai để em che cái thịt lên đúng không? Che vô có hồng là Tâm sẽ thấy đẹp hơn nè à. Nhìn lịch sự hơn, sang trọng hơn. Cái này có vô. Bây giờ Tâm chọn cái màu trắng hay cái màu xanh đi? Chọn cái màu nào cho phòng của mình? Con chọn cái màu trắng. Tâm chị? Chán hả? Vậy là cái màu xanh này để phòng của hai Long quá nha. Vậy nghe, quyết định nghe. Xanh gì vậy? Hả? Màu xanh này là màu xanh gì ta? Xanh đen. Mà cuối cùng con chọn màu trắng mà, xanh gì không được? Màu trắng thì... Cuối cùng là chọn màu nào, quyết định. Màu trắng này đẹp quá nè. Trắng nha. Con màu trắng mà, màu trắng đưa vô Tâm không có nổi. Phải màu tối tối gì đó. Tâm đứng gần nhìn cái màu trắng của Tâm mới nổi. Đó. Pikachu đó là cô tặng. Cô tặng hả? Giấy khen kèm theo phần quà nữa đó không là cô chú. Lớp thì ai cũng có hết. Em có bạn mới rồi nè. Đó. Tới nay là có Pikachu có bạn mới chơi phải không? Rồi xong rồi mẹ dọn dẹp xong rồi. Rồi đi ngủ. Ủa, đi ngủ luôn hả? Đợi anh hai về nữa chứ. Anh hai chưa về đó mà ngủ vậy. Cho con chỉ còn lỡ gỡ ra. Trời ơi Tâm nhiều chuyện quá, lỡ mẹ mặt kìa, cha đang quay mà. Mẹ ơi mẹ. Mẹ lại xếp lại cho ngày mai có trời mưa thì mẹ cho con mặc ra mưa thử ra, test áo thử ra con bị ướt không nha. Ok. Ok không? Ok. Ok bây giờ cho mẹ xếp lại cho gọn gàng nha. Ngày mai mà trời mưa cái cho Tâm Tâm mặc áo mưa, cái quay clip gửi cho cô Châu coi. Nha Tâm. Coi nó có ướt không? Không, mình test trời mưa áo mưa mà mình phải mặc ra mưa mới biết được chứ. Cái thằng nó cười như này. Ngày mai nha. Bây giờ nói vậy mà ngày mai mưa một cái đi rồi biết. Tâm test luôn. Tâm test luôn hả? Cơm giấy khen lại. Rồi còn miếng nữa. Miếng của anh hai, anh hai cất kỹ lắm đó. Đưa cho mẹ coi, đưa cho mẹ coi. Đưa cho mẹ cất. Dạ. Ra ngoài cất áo luôn. Bước bơ đi con nào. Bước chị. Xong rồi. Chờ đi ngủ rồi. Trước khi đi ngủ thì phải làm sao? Mình mở quà xong rồi mình sao? Cất vô ngủ. Con cảm ơn cô Châu có hai lần nữa cái. Đứng thành tay muốn cảm ơn, đứng thành tay cảm ơn ngay ngắn lại. Cảm ơn cô Châu với cô hai. Cảm ơn cô Châu với cô hai. I love you. Rồi. Mấy yêu gì đó, hồi nãy nghe nói gì, mấy yêu gì đó. Mấy yêu cô Châu, cô hai mấy yêu. Mấy yêu. I love you, yêu. Rồi. Rồi mình xong video thôi, bây giờ mình chào tạm biệt bà cô chú đi. Gia đình quay cái video ngắn để mở quà đó bà cô chú, để làm như là làm kỷ niệm. Rồi vậy thôi, mình chào tạm biệt bà cô chú. Pikachu, bye bye, xin chào bà cô chú. Xin chào là mình phải đứng lên chứ mình không được nằm. Bye bye, xin chào bà cô chú. Pikachu, xin chào bà cô chú. Rồi sao nữa? Xin chào bà cô chú. Nên anh đi chơi. Ông mở ra đừng tâm nha.
À, ông bà cô chú nghe xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh Sông Sông Phần của Tâm Tâm nha. Xin chào.